Rồi xin chào các bạn, bữa nay tiếp tục mình đi thăm cái luồng bẫy mới các bạn ơi. Luồng bẫy nó 12 cái nha các bạn. Đây cú lưới không, chuột và lúa. Thì mình đi tính thăm cái luồng bẫy kia, mà luồng bẫy nó mới có 4 đêm nha các bạn. Xong bẫy kia tại bữa nay cháu nội lại, thôi mình thăm luồng này thôi rồi mình về. Rồi tới cái bẫy đầu tiên gần đây thì mình vô mình thăm luôn các bạn. Nguyên dụng này mình các bạn thấy nè, hết hình dung luôn, nhưng mà nó có một cái mình thử một cái trước các bạn, cứ có chạy thì chuyến sau mình xong chăm thêm. Mù mù các bạn ơi, khủng khiếp luôn á. Ủa đây 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 kiến lắm các bạn ơi, trời ơi các bạn nè, thấy không, còn thấy không, thấy không? Đó lắm lắm, trời ơi, con hành này cũng bự quá bạn, này to rồi, kiến quá trời kiến bạn ơi, kiến rồi nè, quá trời kiến luôn, làm ổ gì đâu đây, nó ổ chuột cao bỏ vô nè, trời ơi nó một chuột cao bạn, con hành này bự nha bạn, kiến quá, quá kiến bạn ơi, ở đây bắt luôn các bạn, quá trời kiến, ổ hành này nhất chắc không nổi quá thứ này nữa, chắc cỡ 550 nữa quá bạn. Bự quá nè, kiến cắn nhỏ thấy tội không, máu chuột ồ gầy hơn luôn, quá quá kiên, quá thật kiên bạn ơi, nó ủi rồi, trời ơi bò ra đi, bò ra nè, chịu ra nó kiếm cắn chết luôn mà không chịu ra nữa, bự các bạn, con này bự các bạn, quá kiên, kiến cắn gì mà không chịu bò ra, lùi lùi dưới không à, cái đầu tiên là lụm liền hành đen đá nè, hành gì bị đá này các bạn. Quá kiến các bạn ơi, tắt máy các bạn ơi, quá kiến rồi, bắt gà rồi tính, quá đã các bạn này, kiến nó cắn bấy tay cho các bạn, trời ơi hành nè, sướng thiệt chứ, con này nó ngon, rồi, bỏ túi lưới các bạn ơi, các bạn ơi, lấy bọc lúa vô, cái thứ hai các bạn, cái này mình thăm không có được nhiều, ngày mình thăm chừng chục ngoài cái các bạn, tại vì mình tranh thủ thời gian về cái mình đi gặp chuột á, để chuột các bạn, bởi mình không có thời gian, chứ mình phải có thời gian mình đi thăm nhiều lắm, chú ếch chú gì tùm lum hết trơn các bạn nè, ếch của đồng tùm lum hết trơn, nước nó mới giật à, rồi chết chết quá các bạn ơi, nhà tay à. Còn chuột cái không điện ừ, còn chuột là được rồi, còn chuột là còn hy vọng, rồi mình tắt máy bởi lúa vô coi các bạn ơi, rồi từ cái tới cái tiếp mình quay cho bạn coi nha, sự sàng tới cái thứ ba các bạn ơi. Bạn thấy cái đường ghê không nè, hai bên nè, mà trong hết thật sự cái lùm trong đây mình cũng có hai cái nha bạn, các bạn nhận thấy lùm bụi thấy ghê không, đây vừa cho hết luôn nè, dòm thông thống bên á, nhưng mà có hai cái nè,
mỗi chỗ đặt 2-3 cái, là cái thời gian nó hơi dài các bạn, đặt dài quá nó ngắn thời gian đó, mà giờ tới giờ tôi cũng vậy à, bởi ông đặt thưa lắm, rồi giảm tẻ xa quá bạn ơi, thế vậy á, để vỏ đây nghe bạn, mình đưa bệnh là cả một lúa qua, mới 4 đêm nghe bạn, đó, chút lục bình nữa nè, càng vô. Đây kiếm dân bự hơi khó quá bạn ơi, giống lỏng cái bẫy lòi ra ngoài luôn à, bẫy nó kỳ vậy, hỏng đầu không đứt lắm chứ, mình đặt bẫy ghét hỏng đầu cũng kỳ vậy, hỏng cái đầu lên trên luôn bạn ơi, chết à, chuột quốc bạn, còn con chuột nữa, mình đặt chuột to nghe bạn, rồi bỏ vô đặt lại. Đây các bạn ơi, cái này mình đặt cũng đơn giản, trống lỏng à, tại ta dọn trống à, vậy là đầy dữ lắm nè, tại nó ở đây rồi đi vụ nữa mà, trống lỏng nữa. Không thấy gì nữa, trống lỏng luôn, lũi lui nữa, lúa còn nguyên, con chuột chết ngắt, lúa còn nguyên, con chuột chết ngắt các bạn ơi. Rồi để mình tắt máy, mình bỏ chuột vô đặt lại các bạn ơi. Thôi cái được các bạn ơi, người ta đông quá giờ mình không dám đi lùm bụi không, người ta đông quá sợ người ta thấy, người ta lấy bẫy ở đây, lấy bẫy dữ lắm nè bạn, bạn coi đây nó xịt thuốc rồi mà hồi ra đó phun bút trắng trắng bạn các bạn, nhưng mà nó thấy mình là nó lấy à, nó đang đi lại gần gần mình nữa kìa, trời chết rồi, 2-3 người luôn các bạn ơi, chết rồi. Thành cái nè, còn có 5-6 cái nó hết rồi, có 15 cái rồi nha, 15 cái mà hôm qua mình lấy về hết 3 cái nha các bạn, qua tay mình nè, không có hết chuột, rồi có cái kĩa các bạn ơi, nè cái kĩa nè, cái khô hành đây các bạn thấy không, cái khô hành nè, ồ nó dữ lắm bạn ơi, nó dữ dằn luôn, trời con rắn nó dữ lắm rồi, nó dữ lắm rồi, ủa sao con ngựa trời, ủa con ngựa bạn ơi, trời chết rồi, con ngựa dữ dữ vậy, ủa con hành nữa kìa, hai con bạn ơi, con ngựa con hành, ủa sao kỳ vậy trời, sao dính được con ngựa con hành vậy, mở cho bạn coi luôn nè, trời ơi là trời, con ngựa con hành cũng bự nè, hèn rồi bạn coi nè, trời ơi ổng nội ơi, hai con mới làm mới bẫy một đầu các bạn, rồi ngựa nữa, còn sợ ngựa vô nữa rồi, Quy ơi ngựa nữa, Quy ơi, rồi tưởng đâu con hành là lúc của bạn ơi, thấy cái hành gõ gàng mà vô con ngựa nữa, đi con ngựa trong nó khui hủi, trời ơi một cục ông mậu mẹ ơi, trời ơi cái này khủng khiếp, cục con ngựa chà bá luôn, chứ con ngựa này có nhỏ đâu, con ngựa hết hồn, con ngựa nó muốn bằng con hành luôn rồi, bằng con hành này nhức nổi không biết nữa, không nhức nổi các bạn ơi, thứ này không mới gài chết thiệt các bạn ơi, nè một bẫy luôn, vừa hành vừa ngựa, nó này á nè, quá cỡ bạn ơi, gớm thiệt, đây trời ơi thứ nó đã ông nội ơi, vàng vàng xanh xanh đỏ đỏ nè, quá trời sướng các bạn ơi, đã thiệt bạn ơi, là trời hành mà dính bị lớn hoài chết quá, chết quá, Quy hai Quy ơi, con nào con nấy nè, hai Quy bữa nay không có đem cái chân quay theo hết trơn nha các bạn, con tay sao bắt hai con một lượt, rồi để mình bắt mỗi túi lưới được các bạn ơi, rồi trời ơi bạn ơi, cái này hai con
vô một cái lần như này các bạn. Ồ, nó sướng gì đâu các bạn. Ôi, vô nè. Rồi em tắt máy bỏ vô các bạn. Nè các bạn, đó hai con hành. Đó, mới nghĩ cái đó con lòng đấy nè, trời nó đã gì đâu bạn ơi. Mấy con này không duy nhất các bạn, 550 gram à, không hơn nữa. Không duy nhất nổi đâu. Tiếc thiệt, con ngựa chà bá các bạn thấy không? Ba con à. Sướng. Đây cái nữa các bạn mà không biết sao vậy à, đi hé ra xong đây đang gìn thì em góc túi được các bạn. Đây nè, người ta đang chịch thuốc đây nè. Chịch da là mất, chịch da là mất. Cái này là không dám nói chuyện lớn luôn các bạn. Tàn ác, đi cho lén cái nè. Đi né không các bạn, chết rồi. Đây nó phá dữ lắm nha các bạn. Chưa lụm bụi không, khó thăm các bạn ơi. Có gì nó hơi lắc các bạn thông cảm nha. Quá trời quá đất rồi. Lý thông không à. Ở đây thôi hỏi là lấy nha các bạn. Ồ, nó dưới hầm rồi nè. Trời ơi, ngựa nữa bạn ơi, chết rồi, ngựa nữa ông nội ơi. Chín ngựa hoài trời nè. Trời ơi, trời. Ngựa. Quy ơi, chiếc này quy theo mình nha. Rồi, cầu hắt thiết mà cởi ngựa về. Mình sợ ngựa dữ lắm, sợ luôn các bạn. Con ngựa đeo hoài hoài luôn á. Bạn có ngựa nữa nè các bạn. Nè. Đây. Trời ơi, trời. Ngựa hoài luôn. Chết rồi. Ngựa bạn ơi, ngựa. Ngựa hoài luôn nè. Cũng nhận ngựa thấy sợ luôn. Con này cũng cần nửa kilo nha các bạn. Không có nhỏ nha các bạn. Nè. Rồi mình tắt máy bắt luôn các bạn ơi. Cái quỷ này nó cắn dữ lắm.